chưa ăn cái món chuối nào mà nó ngon và đỉnh cao như thế này luôn. Bên trong có trên phô mai, các bạn ăn giòn, rất là giòn nhá. Bên cạnh đó là có những cái đồ ăn vặt như là xoài lắc này, tteokbokki này. Mình chưa ăn cái món chuối nào mà nó ngon và đỉnh cao như thế này luôn. Khi đến với Mr. Banana thì các bạn đừng quên cái nước uống trà sen thảo mộc nhé. Trà thảo mộc rất là mát, thơm, thơm, thơm. Nếu như các bạn là tín đồ của đồ ăn vặt đấy thì đừng quên đến địa chỉ Mr. Banana ở 52 Nguyễn Đức Cảnh nha.